mình vào nhầm link Zoom. Thì đọc hết tài liệu rồi đúng không? Vâng, mình xem hết rồi ạ. Thì đó là tài liệu mà anh Lực anh bàn giao cho mình. Thì sau khi mà thầy đã đọc xong hết rồi đó thì mình hỏi thầy vài câu nhé. Vâng. Ok, vậy cái phương pháp linear thinking này nó phù hợp cho đối tượng học viên nào? Theo mình nhớ thì phương pháp này phù hợp cho đối tượng mà cần cần trước tiên là bắt đầu học tiếng Anh và cần xây dựng một cái nền tốt. Xây dựng một cái nền tốt, và đối tượng nữa là dành cho những người mà có thể là đi làm rồi nhưng mà chưa tốt, và tức là đã quay đi quay lại học nhiều trung tâm, tức là trước đây học các phương pháp khác và cảm thấy nản, sau đấy thấy cần thiết quá lại đi học và học trung tâm nào đấy và thấy nản quá, sau đấy lại quay lại học nhưng mà phương pháp nó không hiệu quả, thì họ trước tiên thì họ sẽ cần xây một cái nền tốt để đại khái là tẩy não. Não á, Không phải não là tẩy sao nhỉ? não à, giống như là mình thay đổi phương pháp tiếp cận của mình đối với mỗi kỹ năng. Từ đấy thì mình cảm thấy mình học, thì qua mỗi buổi học thì nó mình biết là mình đạt được cái gì, và không cảm thấy nản khi mà về lâu dài đấy, thì chẳng hạn như là kỹ năng viết ấy, thì viết mỗi ngày thì phải viết cái cách tư duy cũ thì nó làm mình bị nản và bị sửa bị sai nhiều, thì mình không thấy là mình đạt được cái gì và càng làm càng học càng nản, thì phương pháp này thì nó giúp cho mình là học đến đâu và chắc đến đấy. Ok, vậy đầu tiên á là về đầu tiên á là về đối tượng mà phù hợp với lại linear thinking ấy, là mình xem xét lòng tí chút nữa thì mình sẽ giải đáp sau ha. Bây giờ thì trả lời câu hỏi tiếp theo. Mình xin vào mình xóa cái bài cả. Hello cô Trinh. Thì Cô em chào cô. Trinh đọc cô Trinh đọc hết tài liệu chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Vậy cô Trinh cho mình hỏi là cái đối tượng mà phù hợp với lại phương pháp linear thinking này là gì ạ? Đối tượng Đối tượng học viên nào sẽ phù hợp với lại phương pháp linear thinking? em nghĩ đối với cái phương pháp này thì cần có một cái khả năng tiếng Anh căn bản trước. Dạ. Và có lẽ là về độ tuổi thì em không nghe nhắc đến, nhưng mà em nghĩ là phải có một cái trình độ tiếng Anh căn bản. Và trình độ tiếng Anh căn bản này có thể làm rõ cho mình là căn bản như thế nào? Tức là đó giờ có học tiếng Anh, có tiếp xúc tiếng Anh, có thể nói ở mức độ căn bản, nhưng mà về mặt cấu trúc thì vẫn chưa chưa chắc chắn. Và có lẽ là cũng còn dịch nhiều ở những đối tượng mà có biết nhưng mà không biết cách sử dụng đúng. Dịch là sao không? Dịch từ tiếng Việt qua À tiếng dịch Anh. à, Dịch. dịch nhiều Đúng rồi. còn phải dịch nhiều Đúng rồi. rồi. Ok, very good. Mình đã có câu trả lời của hai giáo viên rồi. Thì cái đối tượng mà phù hợp với lại cái đối tượng mà phù hợp để học với linear thinking á, đối tượng này á là mình có thể chia ra làm ba đối tượng nhé. Đối tượng thứ nhất á là những cái em mà học sinh 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 viên đã học tiếng Anh rồi nhưng mà thiên về lý thuyết nhiều quá, giống như chương trình ở trên cấp 3 và chương trình đại học ấy, là thiên về lý thuyết nhiều quá nên là cái điểm chung á, là học sinh sinh viên đã học tiếng Anh rồi nhưng không nói được và nghe thì hiểu được 20 đến 30% thôi. Thì trong quá trình dạy thì mình gặp cái đối tượng này rất rất là nhiều. Cái đối tượng thứ hai á
để học linear thinking á, đó là những đối tượng người lớn đi làm đã từng học rồi, học giao tiếp rồi, nhưng học rập khuôn ở đây có nghĩa là gì? Học rập khuôn ở đây có nghĩa là ở trong những cái chương trình mà giao tiếp ở những cái trường khác mình không nói tên, đa số đều có khuynh hướng là dạy câu hỏi này là phải trả lời như thế này, có nghĩa là A thì phải trả lời là B, đúng không? Ví dụ như hỏi what's your name thì chỉ có một câu trả lời là my name is, hoặc là hỏi về hobbies what do you like doing in your free time thì chỉ đúng một cái thôi là I like doing cái gì đấy, đúng không? Và có thể họ có thể mở rộng hơn nữa, nhưng mà những cái học viên này căn bản là khi họ học xong thì họ chỉ nói được và nghe được những cái câu mà mình đã học thôi, chứ họ không có biết cách để mà giao tiếp thực tế là nó như thế nào. Và cái mà mình thường hay thấy nhất ở người lớn đi làm đã từng học giao tiếp nhưng học rập khuôn á, đó là những cái người này là mình dạy gì họ nói đó, mình dạy giáo viên dạy cái gì họ nói cái đó, và giáo viên hỏi cái gì đó sâu hơn thì họ nói không được, hỏi cái gì đó sâu hơn, hỏi cái gì đó ví dụ như hỏi có thích xem phim không, dạ em thích xem phim, em thích xem phim gì, dạ em thích xem phim ABC, cái phim đó có cái gì mà em thích, không nói được. Hay là trong phim đó có diễn viên nào, cái cảnh quay đó thì em thích cái diễn viên nào, không nghe được, đúng không ạ? Nghe không hiểu và nói không được. Đó là đối tượng thứ hai, người lớn đi làm đã từng học giao tiếp rồi nhưng mà học rập khuôn, hỏi A là trả lời B thôi. Và một cái trước khi qua người thứ ba thì mình phải để ý hơn về cái nhóm người lớn này một tí, là những cái lớn người lớn này do họ học rập khuôn á nên họ không có cái tư duy là họ phải hỏi lại, họ không có tư duy là họ dẫn dắt một cái conversation gì cả. Cái mà họ học được ở những cái trung tâm đó, đó là họ ngồi họ đợi giáo viên hỏi rồi họ mới nói, và họ cố gắng nhớ được cái câu trả lời của mình, như vậy nó không phải là giao tiếp nhé. Do đó nên là cái đối tượng thứ hai này là cái đối tượng mình nên lưu ý một tí. Cái đối tượng thứ ba là những đối tượng dùng được rồi, dùng được tiếng Anh nhé, nhưng không tự tin, không hề tự tin vào khả năng giao tiếp của mình, không tự tin vào khả năng giao tiếp. Cụ thể là những đối tượng này có thể sử dụng được tiếng Anh ở trong đời sống, và cái level của họ nè, cái cấu trúc câu của họ nè và từ vựng của họ là đảm bảo để họ có thể giao tiếp được trong xã hội rồi. Nhưng mà cái đối tượng này á, vì một cái lý do tâm lý nên là họ cực kỳ không hề tự tin vào khả năng giao tiếp của mình, nên là họ rất ngại nói chuyện với người nước ngoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ rất là ngại phải giao tiếp. Thì cái đối tượng này, cái mình có thể hình dung như thế này nè, là ở trong một cái cuộc hội thoại thì họ nghe người nước ngoài nói họ hiểu hết, và bản thân của họ muốn nói ra và họ nói được cái đó, nhưng mà họ chọn cái cách là im lặng, họ không nói, họ thiếu tự tin, đúng không? Cái này là cái đối tượng thứ ba, là dùng được tiếng Anh rồi, tuy là không có chuẩn nha, mình sẽ không có nói gọi là tiếng Anh chuẩn giống như là mình hay là thầy cô, mà mình sẽ nói về cái tiếng Anh mà nó dùng trong giao tiếp thôi, nó có thể nó lệch một tí nhưng mà đảm bảo cái ý nó được truyền tải đầy đủ. Cái đối tượng này cực kỳ không tự tin vào bản thân mình, và cái lý do mà không tự tin vào bản thân mình ấy, thì bây giờ mình sẽ có một cái câu hỏi thảo luận, thầy cô suy nghĩ nhé. Tại sao cái đối tượng này không tự tin vào cái khả năng của mình? Những cái yếu tố nào khiến cho cái người học viên này không tự tin vào cái khả năng giao tiếp của mình, tuy là họ nói được, và cái giải pháp cho những người này là như thế nào? Ok, bây giờ mình dành 5 phút mình suy nghĩ rồi cho mình cái lời trả lời của giáo viên nhé.
Ok, mình mời giáo viên Thịnh trước nhé. Mình sẽ nghe từ bạn Thịnh trước. Dạ, thầy ơi, thầy nghe em Vâng. nói. Dạ, theo thầy thì những yếu tố nào khiến cho học viên dù nói được tiếng Anh nhưng không có tự tin giao tiếp? Vâng, thì theo mình thì mình sẽ chia làm, mình sẽ nói theo xuất phát từ tâm lý của hai đối tượng. Thì thứ nhất là về mình có thể đưa ra được nguyên nhân thứ nhất là do họ sợ mắc lỗi. Thì từ việc mà sợ mắc lỗi này cho nên thì nguyên nhân của việc sợ mắc lỗi là họ sau khi họ mắc lỗi thì họ sợ sẽ bị đánh giá. Cụ thể thì ở học sinh thì có thể là bạn bè họ cười họ chê, thì thỉnh thoảng có đôi khi mình dạy một số bạn nhỏ đấy thì các bạn ấy nói những từ sai thì đôi khi mấy bạn kia sẽ bật cười hay là nhại lại hay sao đấy. À, các bạn người lớn đấy thì đôi khi thì người ta sẽ tự ái, bởi vì đôi khi có một số người có tự trọng cao quá đấy, thì mà giáo viên thì hơi cầu toàn một chút thì người ta sẽ sửa ngay, lại cut them on the spot thì bị sửa nhiều quá cũng dành thành ra, hoặc là những kinh nghiệm trong quá khứ của người ta bị sửa nhiều thì thành ra cũng tự ái. Về cái thứ hai là nguyên nhân thứ hai là họ sợ đôi khi tại vì thầy cũng không, trong câu hỏi của thầy cũng không đề cập đến việc là họ không tự tin, họ họ chỉ đề cập là họ không tự tin, thì mình cũng nghĩ theo một hướng là một nguyên nhân của họ không tự tin có nghĩa là họ cũng xuất phát từ bản chất vấn đề mà họ đang trao đổi nữa. Có thể là ở với đồng nghiệp công ty thì chuyên môn của mình không cao lắm, cộng thêm vốn tiếng Anh cũng không nhiều, thì đôi khi trao đổi quá nhiều với người nước ngoài thì họ sẽ nghĩ là thứ nhất là sợ mình nói sai, thứ hai là người khác nhìn vào sẽ cho mình là trying to be over smart, giống như kiểu là tỏ ra ta đây đấy thầy. Sự khác nhau Bên của mình thì hai nguyên sự khác nhau của hai nguyên nhân thì đưa ra là gì ạ? thứ nhất là họ sợ mắc lỗi, và cái thứ hai là xuất phát từ độ khó của cái topic mà họ đang trao đổi. Đang trao đổi. Ok. Rồi. Đây là ý kiến của thầy Sang, ghi nhận. Thì à, cô Trinh có ý kiến gì không ạ? Khi một học viên không tự tin với lại giao tiếp thì đương nhiên là có cái tâm lý là mắc lỗi sợ mắc lỗi, em cũng đồng ý với thầy xem ở chỗ đó. Thì sợ mắc lỗi ở đây thường xảy ra nhiều ở người lớn, em thấy vậy. Người lớn thường cầu toàn trong cái câu trả lời của mình, sợ sai đó. Rồi cái nguyên nhân tiếp theo em thấy đó là có lẽ là chưa quen với lại cái cấu trúc trả lời, không biết bắt đầu từ đâu đó, chưa quen với cấu trúc kiểu ví dụ một câu đó là do you know how to do something, cái như vậy thì cũng yeah, I do but no I don't thì lại không không dám trả lời như vậy. Nói chung là không không quen với cấu trúc thì sẽ bị ngại đó, không quen với cấu trúc. Với nữa đó là như em đã từng nói thì mình hay dịch, mà dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh đó thì nó khó, đó là nó sẽ bị stuck ngay, bởi vì cấu trúc của hai cái ngôn ngữ nó đã khác nhau rồi, đã bị stuck cho nên là không dám nói đó. Rồi cái nữa đó là có thể là họ không tự tin về phát âm, không tự tin về phát âm cũng có thể dẫn đến là không tự tin khi giao tiếp. Rồi Ok, cảm ơn cô Trinh. Cô Trinh có thể làm rõ về cái việc không biết bắt đầu từ đâu trong cấu trúc. Ý của cô Trinh có nghĩa là họ không nắm vững cấu trúc. Và nếu như theo như đây thì cô Trinh có nghĩ là mình nên dạy cho họ học thuộc cấu trúc trước rồi cho họ nói sau học thuộc cấu trúc trước. không? Thì em thì không không thích, tức là không không có thích cái cách mà dạy ngữ pháp trước rồi lại ứng dụng sau, giống như là trước giờ mình vẫn làm. Thì trước đây thì thầy Thịnh cũng có nói đó là
mình có thể cho học viên lặp lại cái cấu trúc mình vừa mới nói xong và cùng với lại cái thông tin mà học viên muốn truyền đạt đó, thì em thấy cách đó rất là hay đó, thì học cấu trúc bằng cách như vậy thì em thấy rất là hay đó. Và để mà học viên có thể quen được với cấu trúc thì học viên phải nói một cái cấu trúc đó rất là nhiều lần. Cái đó mới là cái key mình đồng ý với cô Trinh về cái vấn đề này. Đó mới là cái mấu chốt ở cái vấn đề ở đây. Có nghĩa là quay lại cái vấn đề một tí. Bây giờ những yếu tố nào khiến cho học viên dù nói được tiếng Anh nhưng không tự tin giao tiếp, thì mình hoàn toàn đồng ý với hai thầy cô ở cái thứ nhất, đó là về tâm lý sợ sai. Tâm lý sợ sai này mình phải hiểu cho nó rõ hơn một tí là tại sao mà người ta lại sợ sai đến như vậy. Bởi vì á là cái phương pháp mà giảng dạy của Việt Nam của mình ở trên những cái trường cấp 3, trừ những cái lớp chuyên lớp chọn ra, thì đều là dạy mang tính chất là thí điểm để lấy điểm, mà lấy điểm thì cần phải chính xác, nên là tạo cho học sinh, nói về đối tượng học sinh và sinh viên trước, thì họ rất là sợ sai, và họ khi mà họ nói ra họ rất là sợ bị đánh giá. Cái này mình hoàn toàn đồng ý. Và sợ bị đánh giá, do đó nên á, sợ bị đánh giá nè, do đó nên là không dám thể hiện quan điểm, không dám đưa ra cái quan điểm của mình, không có dám nói. Thậm chí nghe thì hiểu hết, nhưng mà chỉ có khuynh hướng là gì, nghe người ta nói thôi, chứ còn đối đáp là không có nha. Vậy là cái thứ nhất, tâm lý sợ sai, mình hoàn toàn đồng ý. Cái thứ hai á là dịch, đó là cái lớn nhất. Dịch ở đây là cái lớn nhất. Dịch mà không dịch nó không hề sai nha. Bởi vì trong cái việc dạy ngôn ngữ TESOL thì chúng ta cũng thấy nó có riêng hẳn một cái phương pháp translation để mình dạy. Tuy nhiên á là ở trong TESOL nó cũng có nhấn mạnh rằng là cái phương pháp translation này nó thích hợp để dạy ngữ pháp. Phương pháp translation này thích hợp để dạy ngữ pháp. Thì mình cũng thấy được là về cái background học viên á là học bằng cái phương pháp này nhiều hơn. Bởi vì hầu hết trong lớp là học ngữ pháp mà. Và thầy cô ở trên trường cấp 3 thì cũng dùng cái này nhiều. Dịch không xấu, nhưng dịch sai. Dịch từng từ rồi ghép vào. Bởi vì học viên, đối với những học viên bình thường mà học viên chỉ học giao tiếp thôi, thì họ không có đủ cái chuyên môn về dịch đến cái mức là họ có thể dịch nhanh. Cái thứ hai là họ không có nắm được là khi mà mình dịch là mình phải dịch từ ý sang ý, đôi khi câu chữ mình phải thay đổi một tí, chứ mình không không có dịch từ từng chữ mà mình ghép vào. Nên là khi mà dịch như vậy, giao tiếp đến một hồi hai ba câu thì là stuck, kẹt lại, không biết nói gì thêm nữa. Tại vì tôi không có từ vựng. Và cái đối tượng học viên này hay đổ thừa cho cái gì nhỉ? Cái đối tượng học viên này hay đổ thừa cho cái gì nhỉ? Không có từ vựng. Đúng rồi, em không có đủ từ vựng. Rồi em không có đủ từ vựng nè, em phát âm dở, âm dở, em nói người ta không hiểu, là thường hay là đổ thừa cho cái việc đấy nhé. Do đó nên là bây giờ giải pháp cho hai cái vấn đề này là tâm lý sợ sai và dịch sai này, thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào? Mình sẽ giải quyết hai cái vấn đề này như thế nào? Mời cô Trinh. Giải quyết vấn đề em nghĩ đó là mình nên học từ vựng theo dạng không phải là từ vựng đơn lẻ mà là học cách sử dụng của từ vựng ở trong một cái cụm từ. Ok. Còn gì nữa không ạ? Và luyện tập thật nhiều cái cấu trúc mình đã vừa mới học, em nghĩ vậy. Luyện tập nhiều. Cốt lõi của tiếng Anh là luyện tập thôi. Họ cần kỹ năng chứ họ không có cần lý thuyết.
À, thầy Sen có bổ sung gì thêm à? Vâng, mình bổ sung thêm là dựa vào cái tài liệu thầy gửi đấy thì họ trong tài liệu có chia sẻ là mình trước khi mình nói thì mình sẽ nghĩ theo cấu trúc trước. Mình sẽ nghĩ nghĩ ra cấu trúc mà mình sẽ sử dụng trước. Sau đấy thì chúng ta mới bỏ từ vựng vào. Đúng. Đây cũng là một ý ở trong cái tài liệu nó có nói. Cái cấu trúc ở đây thầy Sen hiểu cái cấu trúc của tiếng Anh nó là như thế nào? Cái cấu trúc mà mình dạy cho học trò của mình đó, là mình sẽ dạy như thế nào? Mình sẽ dạy như thế nào hả thầy? Thầy muốn hỏi là các bước mà mình sẽ giới thiệu điểm ngữ pháp đấy đúng không? Điểm ngữ pháp. Nó không phải là một điểm ngữ pháp, đây là một cái cấu À. trúc mà mình xem nó như là một cái cấu trúc để mình giải quyết cái vấn đề của họ. Ok, vậy thì thầy sẽ giới thiệu cái này như thế nào và mình dạy như thế nào thì nó phù hợp. Ví dụ như bây giờ mình là một học viên mới đi, mình nói được tiếng Anh nhưng mà mình sợ, mình không dám nói. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa một cái chủ đề hẳn đi ha. Đưa một cái chủ đề hẳn đi. Một chủ đề về daily routines đi ha, thói quen hàng ngày đi. Ok, vậy thì thầy sẽ hướng dẫn như thế nào? Mình sẽ demo luôn hả thầy? Hay là mình sẽ nói các bước thôi? Không, thầy chỉ cần nói sơ thôi. Mình nghĩ là đầu tiên thì mình sẽ nói trước. Chẳng hạn như là you know? Ok, mình sẽ làm mẫu trước. Làm mẫu trước là buổi sáng là mình sẽ chia ra theo các khung thời gian trong ngày là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Và tôi làm những việc đơn giản thôi. Mình sẽ nói 3 câu. Sau đấy thì mình sẽ nói là mình sẽ tách ra từng câu dạy cho học viên là in the morning I do, how about you? Thì họ sẽ copy nguyên cái in the morning I, sau đó họ bỏ nội dung vào. Chia theo khung thời gian, chọn lọc cấu trúc, dạy từng cấu trúc, dạy từng cấu trúc đúng không ạ? Bằng cách làm mẫu. Sau khi mà họ quen họ mình sẽ dắt họ nói được 3 câu lẻ thì họ sẽ tự nói một lần là in a day, in the morning, sau nói 3 câu một lần luôn. Sau khi họ đã nói thành thục rồi thì mình sẽ chỉ thêm là các cách khác. Chẳng hạn như là I do thì mình sẽ chỉ thêm là cách khác. Chẳng hạn như là I often do hoặc là I read, tức là các cách khác. Tạm thời mình chưa nghĩ ra. Thay vào những cái cách khác đúng không? Những cái tương đương đúng không? Những cái cấu trúc tương đương thể hiện cùng ý đúng không? Vâng. Cảm ơn thầy. Ok, good. Vậy cô Trinh có bổ sung gì thêm mà? Cô có nhận xét và bổ sung gì thêm không? Cô Trinh sẽ trình bày như thế nào? Về cách dạy cấu trúc trong cái bài Daily Routines này nhé, thì có lẽ là em sẽ chọn ra một số cấu trúc mà mình thường xài trong cái topic này. Ví dụ là cái kiểu là chủ ngữ xong động từ đến object đến một cái điện từ dưới thời gian và thường là giờ đó. Ví dụ như là I make my breakfast at 7 a.m. đó, thì nó sẽ luôn có cái dạng là chủ ngữ động từ object đến lại at the time đó, thì đó sẽ là một cái cấu trúc mà em sẽ cho lặp đi lặp lại với những cái hoạt động trong ngày khác nhau đó. Rồi hoặc là có thể chọn những cấu trúc khác, kiểu ví dụ như là I do something to do something. Ví dụ như là I pack my bag to go to work. Ví dụ như vậy. Đó, tôi làm cái gì đấy để làm cái gì đấy. Đó thì cứ cho vài kiểu như vậy. Chắc chắn là em phải plan Có thể trước một nói cái số được, cấu trúc. Dạ, một số cấu có trúc thể nó nói phù được, hợp. Dạ.
hoặc là dạ kiểu vậy. Tuy nhiên á, là nếu như mà mình làm như vậy á, thì mình sẽ đưa học viên quay lại thời kỳ mà học viên học cấp 3, có nghĩa là giáo viên dạy cái gì thì chỉ nhớ đúng câu đấy thôi, không phát triển gì thêm được. Với lại á, là cái việc chọn cấu trúc thầy cô cũng phải chú ý một cái chỗ là về cái daily routines á. Khi mà mình dạy một cái người học trò thì mình phải nghĩ tới cái đầu tiên, đó là những cái này mình có nói hay không, cái này mình có nói trong thực tế hay không trước đó. Ví dụ như á, là về daily routines ở những cái trường trước á, là họ đã được học là về cái in the morning what do you do, in the afternoon what do you do, in the evening what do you do, đúng không? Rồi có dạy về thời gian như là at 7 o'clock what do you do, ví dụ vậy. Nhưng trong thực tế á, thì mình suy nghĩ thử xem nhé, là mình phải đặt cái vấn đề mình là cái người học viên đó đó thì có nói những cái đó hay không, có dùng những cái đó hay không. Nhưng lúc đầu mình đã quán triệt từ cái buổi đầu tiên là cái gì, đừng dạy cho họ, tại vì cái đối tượng mình quán triệt lại ba cái đối tượng ở trên thì mình thấy đó, họ đã có cái đó rồi, mình có dạy họ cái đó nữa thì giống như là mình đang lặp lại cái làm cho họ lại sợ hơn, giống như là mình đang ôn lại cho họ chứ không phải là mình đang đang hình thành một cái tư duy gì khác cho họ hết. Và nó không có giải quyết được cái vấn đề của họ, tại vì họ đã sợ nói là bởi vì họ không nhớ nổi những cái đấy, và thực tế họ cũng không có nói những cái đấy nữa. Ví dụ như sáng sớm em dậy em rửa mặt đánh răng rồi em đi tắm rồi em, những cái câu đó họ sẽ nói với ai, mình hiểu ý không ạ? Thầy con hiểu ý không ạ? Giao tiếp nó rất là rộng, tuy nhiên á, là nó thực tế, mình phải thực tế trước cái là những cái câu đó họ sẽ nói với ai đây. Sáng sớm em đánh răng rửa mặt, những cái câu đấy ngày xưa mình học là nó mang tính chất là để dạy từ vựng cho học viên và có thể cho học viên tập để học viên nhớ cái từ vựng đấy. Tuy nhiên là nếu trong một cái lớp giao tiếp mà các mình sa đà vào nó thì thành ra là học viên lại không nói được. Cái mục tiêu lớn nhất của mình là giúp cho học viên nói được và cảm thấy dễ dàng nói, dễ dàng nói, đúng không? Thì á, khi mà nói về cái thời gian á, thì cô nên chú ý về cái phần daily routine, riêng về daily routine thì mình nên chú ý là về cái thời gian á, là học viên cái câu mà mình thường hay nghe nói nhất đó là gì nhỉ? Chẳng nhớ là mấy giờ nữa. Hỏi em mấy giờ em đi ngủ, ví dụ đi, hỏi em đi ngủ lúc mấy giờ, cái học viên ngồi trầm ngâm một hồi lâu chả biết trả lời gì cả, thì mình mới hỏi bạn ấy là ủa sao không trả lời, cái này em trả lời được mà. Dạ em trả lời được, nhưng mà thầy muốn em nói theo mẫu hay là thầy muốn em nói thiệt? Nó nói thì em nói thiệt đi, em phải nói thiệt chứ. Học viên nó mới chia sẻ với mình là em chả biết em đi ngủ lúc mấy giờ nữa, thường em bật tivi lên nó chạy đến đâu rồi em đi ngủ, em mỏi em ngủ, đúng không? Cái đó là thực tế, đúng không ạ? Cái đó là thực tế. Và cùng cái chủ đề đây, daily routines này, mình dạy cho một cái anh là quân nhân, cái anh ấy là quân nhân cái lúc mà mình còn công tác ở bên trường Antares Singapore, lúc đó mình dạy cho một cái anh là anh đó là quân nhân, thì cái daily routines này ảnh nói y như là tất cả những cái gì mà thầy cô nói nãy giờ, là in the morning at bao nhiêu giờ làm cái gì, in the morning at bao nhiêu giờ làm cái gì, anh thấy không ạ? Có nghĩa là mình muốn thầy cô là trước khi mình dạy á, về một cái bài nào đó, về cái người học viên nào đó, mình nên tìm hiểu một tí về cái thực tế khách quan của cái người đấy, tại vì họ cần giao tiếp thực tế, giao tiếp thực tế nha, mình nhấn mạnh cái này, chứ không phải là mình dạy như là cái kiểu cũ, thì cái đó nó sẽ có những cái chương trình khác và nó sẽ có những cái trường khác nó thúc đẩy rồi. Cái cốt lõi của Study Now đó là nói tiếng Anh và nói tự nhiên và nói tiếng Anh, giao tiếp đúng cái bản chất của nó, giúp người ta nói được, nghe được. Ok, do đó nên là cái bài Daily Routines này thật ra nó, nếu như mà dạy theo kiểu cũ, nó không phải là một bài khó, chỉ cần cho 5 đến 6 cụm từ vựng rồi cho nó nói rồi. Cái khó ở đây là phải cho học viên nói được về cái ngày của bản thân họ, đúng không? Và mình á, mình hướng cho học viên là cái gì, cái bài này cũng là cái bài quan trọng để chuẩn là cái tư duy là cái gì,
khi mà em nói nó phải thực tế với cái đời sống của em thì em mới nhớ, đúng không? Có học viên hỏi mình học sao cho nhớ, em khi em dùng cái ngôn ngữ của em nó phải thực tế trong cái đời sống của em mới nhớ, đừng có nói theo thầy nhiều quá, đúng không? Thầy muốn em phát triển ra, mà nếu như sai thì có thầy ở đây thầy sẽ sửa cho em, đúng không? Nên yên tâm cái việc đó, đúng không? Rồi mình sẽ cho học viên nói nhiều hơn. Cái bước mà để mình nối hết tất cả các ý lại để mình nói giống như thầy Shane nói đó, thầy Shane vừa rồi trình bày á, là cho học viên nói lại ba câu đó đó, thì đúng. Tuy nhiên là cái đó nó phải đúng cái thực tế của học viên, chứ không phải là một cái câu mà là giáo viên làm mẫu, rồi học viên làm theo. Về cấu trúc của daily routine thực ra nó rất là đơn giản và nó đã được dạy ở bài đầu luôn, introduction. Đó là bài subject verb. Thì mình sẽ không có dạy verb theo cái dạng là ok, động từ, nội động từ, ngoại động từ, mình sẽ không có dạy như vậy. Nội động từ, ngoại động từ. Đúng không? Nội động từ, ngoại động từ thì theo object, đúng không? Nội động từ thì chỉ cần động từ thôi. Thì mình sẽ không có dạy theo như vậy. Từ vì sao? Mình dạy theo như vậy á, nó vô hình chung là cái người học viên khi mà họ muốn nói cái câu đó ra, họ phải gì? Họ phải suy nghĩ, ủa cái này là nội động từ hay ngoại động từ đó? Có phải là mình đang vô hình dung mình làm cho cái người học viên đó nó bị áp lực về khi mà họ nói không? Mình làm cho họ áp lực khi mà trời ơi, nói một câu tiếng Anh ra mình phải nhớ cái này là nội động từ hay ngoại động từ. Nó khổ lắm chứ, nó mệt mỏi lắm chứ. Rồi có nhiều cái khi mà mình nói học viên, ví dụ như watch. Ví dụ mình sửa học viên mà mình có sửa gì? Watch. Thầy không rõ lắm em đang watch cái gì? Em đang watch a girl hay em đang watch cái gì? Em đang watch cái gì đó, thì mình làm rõ ra học viên nó sẽ có tự có TV thầy ơi, watch TV thì em nói vậy thầy mới hiểu, em nói watch không thầy có hiểu gì đâu. Thì khi mà mình giao tiếp như vậy học viên nó vậy là mình nói chưa đủ ý, chứ không phải là tự vì mình không biết cái watch này nó là ngoại động từ nên nó phải đi, chứ nó kiểu giống như vậy. Nên cái vấn đề mà mình dạy cấu trúc là mình khuyến khích là giáo viên dùng những cái câu mà giáo viên thực tế mà sử dụng trong đời sống á, mà dạy học viên nó thực tế. Nó có thể nó sẽ hơi nó sẽ, có thể nó sẽ hơi khó một tí, nhưng mà do cái cách dạy của mình, cái cách dẫn của mình thôi mà cái người học viên nó đỡ tâm lý hơn. Nên là chú ý là không có đặt học viên vào cái tâm lý là gì, phải biết cái này phải biết cái kia mới nói được tiếng Anh, không cần cái đó nhé. Và có thể và mình lưu ý thêm một cái điều nữa là cái vấn đề mà sửa lỗi á, thì thường á cái vấn đề mà sửa lỗi á nha, nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng. Mình phải sửa, mình không có được mình không sửa, nhưng mà mình sửa như thế nào thôi. Cái vấn đề sửa lỗi á, riêng về speaking á, thì thầy cô cũng đã biết được cái lý do là cái tâm lý sợ sai, sợ bị đánh giá là gì rồi, thì mình cũng phải tránh cái việc là học viên nói đến đâu mình sửa đến đó. Có nhiều khi mình phải chấp nhận cái sai số luôn. Có những cái học viên mà yếu đến nỗi mà có khi mình dạy cái chữ hometown mà mình dạy cho nói đúng cái phát âm cái chữ hometown thôi mà 10 phút không làm được. Thật sự luôn, có những người học viên yếu đến vậy luôn, và mình phải chấp nhận cái sai số đó. Phải chấp nhận cái sai số đó là cái người học viên này chưa quen. Nhưng mà học với mình là học đường dài mà, đúng không? Thì sau này họ sẽ sửa lại từ từ, chấp nhận cái sai số. Ví dụ như ví dụ như my how tall is đó, mình gặp những cái người học viên gì how tall is, my how tall is cái gì đó, đúng không? Và mình sửa một lần, hai lần, ba lần không được thì mình có thể hướng dẫn họ về nhà, em nghe cái này và em tập theo, buổi sau thì sẽ kiểm tra, mình có một cái ghi chú những cái lỗi của học viên đó, rồi xong rồi về nhà bây giờ em chỉ cần nè, với cái chủ đề này em chỉ cần sửa A, B, C những cái này là em sẽ nói chuẩn được cái chủ đề này. Đó, giáo cho học viên về là mình đừng sửa nhiều quá. Mình khi mà mình sửa nhiều quá mình sẽ tạo cho họ cái tâm lý là tôi phải nói câu ra nó phải hoàn hảo. Mình không đặt yếu tố hoàn hảo trong giao tiếp nha. Mình đặt cái yếu tố học thoải mái, học viên học ở trong lớp thoải mái, sử dụng tiếng Anh thoải mái, có thể sai số sai một tí không sao. Ví dụ chỉ họ chỉ làm được 60-70% thôi là ok rồi, là trên lớp rồi, không sửa nhiều quá. Và cái cách tốt nhất á, là khi mà họ trình bày
thì mình nốt lại hết những cái lỗi của họ đi, rồi cuối giờ mình review xong, cuối giờ mình review xong, à có những cái này em cần phải sửa. Đó là cái cách tốt nhất, nên là mình khuyến khích là giáo viên khi mà đang dạy thì cũng nên có một cái cuốn sổ giống như mình ở đây, là mình nốt lại hết, mình nốt lại hết cái người học viên đó cần những cái gì cái gì cái gì cái gì, rồi mình cung cấp những cái giải pháp cho họ đó. Và cũng đừng có, mình cũng tâm lý mình đi dạy thì mình cũng không có cái, mình cũng từ từ mình cũng loại bỏ luôn cái tư duy của cái người dạy là tôi dạy em rồi mà tại sao em lại không nói được. Tại vì á, cái việc đó học viên không nói được cái đấy á, là mình phải xét lại về cái lý do ban đầu tại sao cái chỗ đó tôi dạy chỗ đó nó có cái vấn đề gì, hay là nó không thực tế chỗ nào. Học viên thì không nói đâu, nên là giáo viên của mình dạy mình phải liên tục mình review và mình upgrade lên để phù hợp với, đôi khi là mình chỉ phù hợp với lại cái người học viên đó thôi, nó về một một nó như vậy đó. Là đôi khi là chỉ phù hợp với người học viên đó thôi, nhưng mà giúp họ tiến bộ được đó, thì mình nên nên xem lại cái đấy. Thì cái ý của mình chỉ vậy thôi. Bây giờ mình đi sang đến cái phần 2, thì mình tổng hợp lại về cái giải pháp và cái lý do rồi, và cái đối tượng học viên rồi, nên là thầy cô cái đấy mình về mình suy nghĩ thêm và mình xem lại nhé. Trong quá trình dạy mình để ý một tí là mình thấy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến về cái categorization và cái specification. Specification nhé. Rồi, ok, bữa là mình đã đến đây rồi đúng không? Mình có làm thử rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ ôn làm một tí, rồi sau đó mình mời thầy cô làm thử nhé. Cái này là mình dẫn dắt thôi, chứ không có gì hết. Dẫn dắt thôi. Bây giờ để xem nào. Lấy một cái chủ đề đi ha. Thầy cô muốn chủ đề nào, Trinh muốn chủ đề nào, cô Trinh? Chủ đề traveling. Traveling, ok, traveling, ok. Rồi, nào, thầy xem muốn chủ đề nào. Thế thì thầy cho thầy cho nói về movie đi, mình sẽ làm tiếp Movie. hôm qua. Ok, rất tốt, rất tốt. Ok, rồi cảm ơn thầy cô nhé. Và bây giờ mình sẽ ôn sơ về categorization và specification, thì tài liệu mình đã đọc rồi thì mình cũng cũng biết ha. Bây giờ mình chỉ hỏi thôi là về categorization á, và specification tại sao lại có hai cái này, tại sao nó lại xuất hiện ở đây trong cái speaking của mình, ở trong tư duy toán. Why, tại sao thầy xem thầy nghĩ tại sao lại có hai cái này, hai cái này nó giúp giúp gì cho người học viên nào? Theo mình nhớ trong tài liệu thì specification là dùng để đơn giản hóa câu hỏi. Đôi khi một phần là cũng xuất phát từ bản thân câu hỏi khó quá, với một phần là do cách tư duy của học viên và đặc điểm tâm lý của người Á Đông là suy nghĩ và trả lời một cách mơ hồ và ẩn ý. Đúng rồi, đúng rồi, Cho đúng nên rồi. là mình sẽ đơn giản hóa câu hỏi và mục đích là để học viên suy nghĩ đơn giản hơn và đưa ra câu hỏi là trúng đích và cụ thể. Và câu trả lời này sẽ mang mục đích là supporting cho cái the overall answer. Đúng rồi, đúng rồi, kia kia, yeah. Hai, đúng như thầy sẽ nói nha, là categorization, specification ở đây á, thì categorization này á là mình dùng để mình simplify cái câu hỏi ra. Cái thứ hai á là về cái specification á, là để mình phát triển thêm cho học viên và thậm chí ở giáo viên nữa. Thì cái người Á Đông của mình giống như thầy sẽ nói, thì người Á Đông có cái xu hướng là khi giao tiếp thì trả lời rất chung chung, nói rất giờ lòng vòng, nói rất là lòng vòng, không vào chủ đề đúng không, ai cũng vậy hết. Right. Thì đó, cái specification này á, là hướng cho học viên vào là làm rõ cái ý của họ ra, làm rõ cái ý của họ ra nhé.
Còn categorization này á là thay vì giáo viên, cái categorization này nó có một cái chức năng nữa mình muốn thêm vào là mình có thể đo được cái người học viên mình đang dạy luôn. Đo được ngay trong cái chủ đề đó luôn. Ví dụ nha, mình á lúc mà mình dạy một cái chủ đề á, bất kỳ mình luôn hỏi một cái câu mà nó ở cái level là giao tiếp thông thường chứ, giao tiếp tự nhiên mình sẽ hỏi cái câu đó. À, là mình sẽ hỏi cái câu đấy, một cái câu thôi. Rồi thì mình đo bằng cái cách này, mình hỏi cái câu đó và học viên kiểu nhớ ra, à, thầy hỏi gì á, đúng không? Thì mình sẽ làm cái bước tiếp theo là mình simplify nó, bước thứ hai simplify nó. Thì ở cái bước simplify á, thì thầy cô có thể suy nghĩ ra, ví dụ như cái câu nó dài quá, thầy cô có thể categorize nó cho nó ngắn lại, categorize nó cho nó ngắn lại, thay đổi một số từ, mình dùng synonym mình cho nó dễ làm tí. Mà vẫn không được thì sao? Vẫn không được thì sao? Thì mình dùng yes no question, là mình chỉ là mình vừa hỏi mình vừa gợi ý cho cái người học viên đó luôn. Và cái người học viên nó chỉ cần nói yes hay no thôi. Và mình có thể đo được là trong cái bài hôm đó mình sẽ dạy cái người học viên đó cái gì. Ngay trên lớp luôn. Ở trong cái đó mình sẽ dạy học viên đó đến cái phần nào. À, học viên cần, học viên có thể nắm được cái đến cái phần nào. Và mình có thể đo được luôn bằng categorization và câu hỏi thôi. Ok. Chứ mình sẽ không hỏi là em hiểu không? Em hiểu chưa? Em nắm được cái này không? Em nắm chưa? Thì chắc chắn 100% họ học viên nói là nắm rồi đó. Mà chả được gì đâu. Nói vậy thôi nhé. Rồi, còn specification đó là hỏi sâu. Hỏi sâu. Hỏi sâu ở đây có nghĩa là cái gì? Ví dụ như học viên nói là em thích traveling. Dùng categorization thì mình có thể simplify lại. Mình nói à vậy em đi thích đi châu Âu hay châu Á, hoặc là em thích đi nước ngoài hay em đi du lịch trong nước. À, em thích thôi nha, em thích đi nước ngoài hay đi du lịch trong nước. Rồi, ok, em thích đi du lịch trong nước thì specification nó ra. Đi du lịch trong nước em thích đi miền Nam hay miền Bắc? À, em thích đi biển hay đi núi? Đúng không? Rồi bây giờ em thích đi núi. À, em thích đi núi thì bây giờ mình specify nó ra như thế nào nữa. Mời cô Trinh. Bây giờ em thích đi leo núi. Đó, thì mình specify như thế nào? Ồ, bây giờ là làm luôn hay là mình chỉ cho idea thôi ta? Chỉ idea thôi, mình chỉ nói tiếng Việt thôi. Thích đi núi thì em sẽ hỏi là có biết núi Bà Đen ở Tây Ninh hay không, ví dụ À, ok, nếu núi không Bà Đen biết ở Tây Ninh. thì có biết cái núi nào hay không? Có biết cái núi nào hay không? Ừ, thí dụ học viên Yes. nói em không biết luôn, em không biết núi nào hết cô ơi. Vậy đã từng đi đâu chưa? À, vậy đã từng đi đâu chưa? À, nói em thích vậy thôi chứ em cũng chưa từng đi nữa. Vậy thì chắc là tại sao thích? Vậy tại tại sao thích? Nó rộng quá, nó rộng quá. Cái level của người học viên mà đến cái mức đó rồi mà cái câu hỏi why nó sẽ hơi rộng quá. Specify nó lại. Specify nó lại. Ví dụ như học viên nói là không em không biết. Vậy em có xem nó trên YouTube không? Em có xem trên YouTube không? Mà nó không xem luôn. Vậy em có đọc được nó ở đâu hay không? À, vậy em có đọc được nó ở đâu hay không? Hoặc là mình có thể hỏi vậy bạn bè em đi chưa? Hỏi về bạn bè, về bạn bè em có đi chưa, nó có kể em nghe không? Đó, đó, specify từ từ xuống. Đấy. Rồi, bây giờ thầy xem nè, về chủ đề movies nè. Ví dụ như cái câu đầu tiên thầy sẽ hỏi gì nè? Câu đầu tiên mà để dắt vào đúng không thầy? Đúng rồi, để dẫn vào đó. Đó là khi thầy dạy hết đến cái phần practice là luyện nói luôn á. Cái phần luyện nói luôn rồi đó. Thì thầy sẽ dẫn như thế nào? Movies. Do you like movies? No, I don't like movies. I don't. I don't. But I don't watch movies as well, but I watch one movie. Okay. Do you But watch one movie? I don't have time to watch movies. Hmm.
Your mom watch movie. Nào, Trang có thể nói tiếng Việt trước cho mình cũng được. Được, Khoan nói tiếng Anh mình có thể Mình nói tiếng Việt sẽ trước đá sang người thân vậy, chẳng hạn như là hỏi bố mẹ em có xem không, hay là có bộ phim nào mà trong lúc ăn trưa em có vô tình ngồi xem chung không. nè. Ừ. Vâng. Rồi, rồi, bây giờ ví dụ như một câu hỏi thôi, mình sẽ giúp thầy từ từ nhé. Rồi, bây giờ một câu hỏi thôi, thầy hỏi là người thân có xem không thì nó rộng quá. Người thân là ai? Cô dì chú bác đúng không? Vậy Con thì cái, em cha mẹ. Thì thí dụ như người đó mà mình đã biết từ những bài trước là gì, kết hôn rồi đi, hỏi về vợ có xem không? đúng Ok. Rồi, hỏi vợ đi, hỏi vợ thầy có xem không đi. không? Your wife Không, watch. nói tiếng Việt thôi, nói tiếng Việt từ từ thôi, Vâng. mình Thế chuẩn cái thì tư duy. okay. Thế thì vợ vợ thấy có xem không? Vợ thầy có xem, thích Vợ lắm, mê luôn. vợ thấy xem phim gì? Thầy cũng không biết nữa. Vợ thầy xem tùm lum phim hết, lung tung phim. À, Ok. Vợ thầy xem phim lúc nào? à, xem phim lúc nào cũng không ở nhà, cũng không biết việc đó nữa. Có bộ phim nào mà thầy vô tình xem chung với vợ không? Ok, cái vô tình xem chung với vợ không? Ừ, câu đó cũng hay ấy, nhưng mà ai mà nói được tiếng Anh rồi ấy, mới hỏi câu đó, từ gì cái câu đấy nó sẽ mình phải sử dụng là gì? Thứ nhất Không thì là cái mình sẽ hỏi cấu trúc, thứ nhất là mình phải áp dụng cấu trúc mới nè, là happen to. Thứ hai là mình phải áp dụng cái thì mới là past simple, đúng chưa? Hoặc là mình phải dùng một cái cụm khác là by vâng, accident. mình không, mình sẽ không hỏi Không? thế, mình sẽ hỏi Nó sẽ là hơi khó nha, hơi mình sẽ khó. hỏi là you and your wife watch movie. À, là Có. thầy với vợ có xem chung không á Vâng. Thế thôi, hả? thế À, thôi có thì xem họ sẽ phim hiểu là chung. accidentally because he himself doesn't watch, À, không, vợ mình xem mà mình đi ngủ không à. right? Thế thì có bộ phim nào mà anh trước khi anh thấy vợ xem trước khi anh ngủ không? Thấy vợ xem trước khi anh ngủ không, mình cũng không để ý nữa. Oh Đó đó là cái specification này á, thầy xem nên để ý và cái cách mà để mình dẫn làm sao để mình giải quyết cái câu trả lời không á. Mình thấy là mỗi lần mình nói không á, là thầy tâm lý lắm, và mình thấy cái này ở trong lớp thực tế của thầy nên mình mới mời my. thầy về cái này. Vâng. Ok, ví dụ như mình là anh Cường đi ha. Ok, rồi bây giờ thầy, mình ví dụ như mình thầy là anh Cường đi, ví dụ như thầy là anh Cường đi, bây giờ mình sẽ hỏi thầy như thế này. À, anh Cường có thích xem phim Ồ, mình không có thời gian. không? À, em cũng chẳng thích xem phim nữa, mà vợ em xem nhiều lắm, vợ anh có xem không? Mình cũng không để ý nữa. Ừ, Tại vì mình ở công ty đến 10 giờ đêm lận. vậy hả? Vợ em thì rất là thích xem phim Hàn Quốc, không biết vợ anh Cường có thích xem Hàn Quốc không? Ồ, hình như cũng 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 có đấy, Hình mình như đoán đấy, tại vì mình cũng không rõ là Trung hay Hàn. Mình không biết đúng rồi. tiếng nước ngoài. À, chỉ thấy cái mặt nó a xanh một tí thôi đúng không? Vâng. Thế mình cũng vậy, mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà phim á nó có nhiều thể loại lắm. Ví dụ như cái phim mà bây giờ đang nổi á, anh biết cái phim mà Spider-Man không? À, là người nhện đúng không thầy? Đúng rồi, phim người nhện á, phim Spider-Man đó. Đấy. Cái phim đó anh có coi chưa? Ồ, mình chưa xem, mình chỉ thấy thấy hình như lướt qua đâu đấy là ông ấy biết bắn tơ rồi bay nhảy thì thôi. À, có thấy thú vị không? Có thấy thú Chắc vị không? là Cũng bình thường. 10 12 mươi Bình năm trước thường. thì thú vị đấy. Anh Bình Cường thường. kiểu, anh Cường sẽ kiểu, ơi cũng bình thường. Cái gì Bình đâu. thường. Ok. Rồi, đến đó rồi đúng không? Vậy nếu như anh không xem phim thì anh thường hay làm cái gì? Anh thường hay làm cái Mình thường thì mình chỉ làm việc, thỉnh thoảng thì ra dành thời gian nói chuyện với mọi người trong công ty, với lại về nói chuyện với vợ một chút. về nói chuyện với vợ, hay nói chuyện với vợ, hay nói chuyện với vợ rồi vợ có kể chuyện phim cho nghe không? Đúng không? Thầy hiểu cái ý không? Thầy hiểu cái ý không? Người ta nói không, nhưng mà thật ra không phải là người ta không có ý.
mà người ta thấy không, mà tự vì mình đang gãi không đúng chỗ ấy, đúng không à? Đúng không? Ví dụ như là người ta, cái tâm lý của mấy người là người ta sẽ cảm thấy thoải mái, ủa sao mà tôi đã nói tôi không thích coi phim mà thầy hỏi hoài vậy, vậy anh có thích làm, vậy anh thích làm gì? Em nói chuyện dạ gì, vợ có nói chuyện về phim Oh. không? Ví dụ vậy. Ok, và có một cái cách giải quyết khác cho thầy, bởi vì cái chủ đề phim á, cái chủ đề phim và cái chủ đề sport á, hai cái chủ đề đấy nó là subtopics, nó là có, nó mang tính chất là tập cho người học viên nói về cái chủ đề topic hobbies nhưng mà nói sâu vô, hiểu không ạ? Nên là nó sẽ không nhất thiết là phải movie, nó sẽ không nhất thiết phải là movie nếu như thầy không không có, mình không có cảm thấy thoải mái với đó. Tại vì cái anh đó, bữa thì mình xem anh ấy cũng cũng kiểu ok, cũng không thoải mái lắm, right? Thì mình có thể đá sang một cái khác. Thầy có thể nói về cái sở thích của anh ấy. Ví dụ như anh ấy thích đọc sách đi. Sách với phim thật ra nó cũng giống nhau đó. Đúng không? Sách với phim giống nhau nhé. Nó giống nhau một cái gì đó thì mình có thể thay vì mình nói về phim mình nói về sách. Được không? Rồi ok, rồi bây giờ mình thực tập thử nhé, mình sẽ là học viên nhé. Rồi cô Trinh là traveling, rồi thầy Shen là movies, và mình cần bao nhiêu thời gian để mình chuẩn bị nào? Mình cần bao nhiêu thời gian để mình chuẩn bị nè? Chắc là 2 phút, 3 phút. Mình là học viên của hai thầy cô á, thầy cô cần 5 phút chuẩn bị thôi hả? Ok, vậy mình 5 phút nha. Rồi 5 phút mình bắt đầu.
Ok, nào ai có thể xung phong lên trước, mình xin giơ tay. Ok, nào Google Meet nó có chức năng giơ tay ở đây không? Mình có thể giơ tay được. Khó luôn. Vậy Trinh, vậy cô Trinh trước ha. À. Okay. Rồi. Yes. So, okay, let me ask you, do you like traveling? Yes, I love traveling. Yes. Do you often go traveling? No. Okay. So, do you want to travel overseas or just in Vietnam? I want to go overseas là gì cô? Overseas, okay, in other countries, America, À, Australia, nghe. I want to go overseas. yeah, good, okay. So, do you have a plan for that? Plan? No. No, that's all right. I will go when I have money. Yes, okay. So who do you want to go with? Who? Who? Who do you want to go with? Your Ok. friends? Your wife? Nah, I want to go with anyone but my wife. Okay, that's a secret. Okay. Yes. Okay. So what do you often do? Okay. Do you take photos on your trip? Do you take photos on your trip? Take photos? Yes. Yes. I love to. Yes. Okay, do you post your photos on Facebook? I don't have Facebook. Oh, yes. That's quite unusual. Yes. But anyway, yes. Do you want to travel to some near places? Near places? In Vietnam? Yes. Yes, I want to go to Nha Trang. Nha Trang. Yes. Okay. What do you love there? I'm sorry. What do you love in Nha Trang? Yeah. People or beach? Yeah, or food? What? I don't know. The weather. Weather? Yes. How is the weather? Is it sunny? Is very comfortable. Oh, comfortable. You mean that? Comfortable? Okay. Comfortable. Comfortable, yes. Yes, comfortable. Yes, comfortable. Yeah. And okay, tell me, do you want to? Okay, sorry. So, what do you. In Nha Trang, okay, what do you want to do? Yeah. What do I want to do? I don't know. Yeah. Do you like seafood? Seafood. Yeah, I like seafood. Yeah, with some beer? Yes, some beer. Seafood Yes, and beer. with some Okay. friends around, some friends, right? Yes. Okay, can you say the whole sentence? Yeah, I want to have some beer and seafood. Yeah, can you say it? I want to have some beer and seafood. Yes. Okay. And do you like swimming? Yes, I like swimming. Do you know how to swim? Do you know how to swim? Yeah, I know how to at swimming. Yes, okay, chúng ta có thể học bơi ếch sau ha. Yes, okay, but anyway, you know how to swim, right? You know it. Yes, I know how to swim.
Yes, okay. Do you teach others to swim? I don't swim. I swim bad. Oh yeah. You say not so well. Not so Not well. so well. Yes. Okay. So after a trip, yeah, do you buy anything home for your wife? No. No. Yeah, you should try it sometimes. Okay. Yes. And my last question, yeah, after a trip, yeah, do you feel happy or tired? Happy, happy. Happy, yeah, but any tired? Do you feel any tired? Maybe một chút nói sao cô? A little. A little. Yes, okay. So you say I feel happy but a little tired after a trip. I feel happy and a little tired after the trip. Yes. Okay. So maybe that's it. Okay, that's good. Right? That's good. That's good. Yeah, that's good. That's good. Thank you. Sau sau khi mà cô làm cái này xong thì mình vẫn phải quay lại là mình dạy học viên là sau khi mà mình, học viên nói như vậy xong thì học viên được cái gì? Nên là cô nên có một cái nên là sau hết cái này cô dẫn xong thì mình tổng hợp lại cho học viên, tổng hợp lại bằng cái cách là ok, nào bây giờ cô sẽ nói lại hết những cái ý của mình, nếu như mà đúng thì mình nói yes, nếu như mà sai mình nói no. Mình vừa nói mình vừa đánh máy lại, cái đó là cái cách mà nó cái lớp nó không có chết. Cái lớp nó sẽ không có chết khi mà cô tổng hợp lại. Rồi khi mà cô tổng hợp xong thì mời cái người học viên đó, là lúc đó họ nhìn lại hết những cái ý của mình là ô nãy giờ mình nói được nhiều như vậy đó hả? Bây giờ mời học viên nói lại cái đấy. Học viên có sẵn trên bảng hết rồi, học viên chỉ cần nói lại thôi. Rồi sau cái buổi đấy thì học viên ok, bây giờ em mà muốn nói về traveling em chỉ cần đọc cái này là được, thì cái này là tất cả là ý của em hết, em đọc em nói cái ý của em cho nó trôi chảy, gửi cái đó cho học viên đó, giao giống như là bài tập luôn. Ok, cái quan trọng là mình phải dẫn, mình phải gom hết ý của học viên lại, ok, lấy hết ý lại đó. Ok, very good, và talk and write thôi. Ok, cái này đúng ra là talk and type chứ hả? Yeah, talk and type. Ok, right now, bây giờ thầy Shane nhé. Okay, today we talk about movies. Ah, Movies, yeah. okay. I watch a lot movie. Okay, do you watch movie? Yes, I love movies. Oh, nice. Oh, okay. Huh. Who do you watch movie with? I watch with my sister. I watch with my wife. Oh, okay. What movie do you watch? Cái phim gì về mafia ý á thầy? I watch Italian mafia film. Okay, Dài dài quá thầy, đánh máy cho em xem được không? đây. Alright. I watch mafia movies. Mafia movies. Yes, I watch mafia movies. Okay. Sounds interesting. Okay. Who are in the movie? In the movie, cái ông gì lùng lùng đó thầy. So, Ok, nào bây giờ mình vô cái specification nè. Ví dụ học viên nói vậy thì mình xử lý sao thầy xem? Cái ông gì lùng lùng đó thầy. in the movie, Đây 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 đây, cái đó là hồi nãy thầy mình đã nói là ở trường khác là dạy A là phải trả lời B. Ví dụ giáo viên hỏi là who is in the movie thì học viên phải trả lời là ai đó in the movie, đúng không?
mình bỏ cái tư duy đó đi. Ở trong thực tế ấy, hỏi who is in the movie, ví dụ như mình không nhớ thì mình nói sao nè, ví dụ như thầy không biết thì mình nói ồ em nói vậy cũng được, nhưng mà mình thầy sẽ dạy em không nhớ, bây giờ em không nói, em không nhớ em nói sao, hiểu biết không? Đó là cái thực tế nha. Ok, tại vì thầy thầy chắc cũng đâu biết mafia movie gì đúng không? Ok, now let's go. Nào, ví dụ như thầy dạy rồi đi thì mình sẽ nói là I don't remember. À, thầy dẫn tiếp đi. Okay. So, what do they do in the movie? Do they fight? Yes, Kill? they fight. Oh, they Yes, fight. they kill. Yeah, they They kill. kill. Okay. They fight. Yeah. Why do they kill and fight? Why? Giành lãnh thổ nói sao thầy? Okay. Giành lãnh thổ. They fight for lands. All They fight for their territory. They fight for their territory. Yeah. Lãnh thổ. nhưng mà khó quá. Thầy Territory. vẫn sẽ dạy từ À. đấy à? Đúng, Okay. vẫn phải vẫn sẽ dạy, bởi vì cái này là nó đặc thù, tại vì cái land và cái territory nó khác nhau. Right. Rồi, trong trường hợp này chỉ có thể dùng được territory thì mình không có cách nào khác, right? Và học viên nó nên dạy nó cái từ này, tại vì nó sẽ cảm thấy thích hơn. Ồ, cái này đúng ý mình. Right. Territory. Và mình tính luôn cái sai số, à, có thể học viên sẽ không phát âm được từ này. Không sao. Nó có thể nói territory, chỉ cần mà học viên mà nghĩ đến cái gì te te cái gì đó, ok, là mình đã gợi được cho học viên rồi. À, là buổi sau á là thầy có thể dạy lại, và 2 3 buổi sau nữa là học viên nhớ nhé. Rồi, ok, now they fight for their territories. Ok. What is the end? What is the end? They The are dead. mafia, They are dead. the mafia boss, sits and die. Oh, die, he dies. So, what? How do you like it? Do Yes, you? I like it. I like it a lot. Okay. Why do you like it? Because I like mafia. I like mafia. Okay. Why do you like mafia? Are they? They are cool. They are cool. Okay. Okay. Could you watch it with your wife? Yes, I will. All right. Nice. Để mình nghĩ chỉ có thế thôi. Ok. Okay, so Nào khi thầy 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 chưa biết cái phim đó là cái gì nè. Ví dụ như học viên cái này, học viên mình nói cái phim gì mafia thầy. Là cái câu mà mình nói thầy sẽ categorize nó ra. Phim về mafia hay là phim mafia em? Hai cái đó nó khác nhau. Đúng không? Phim về mafia hay là phim mafia, hai cái đó nó khác nhau. Tại vì phim về mafia là sao thầy, là em có coi Vincenzo không? À, phim đó là phim Hàn Quốc nha, nhưng mà về mafia Ý. À, rồi em có coi phim Bố Già không? Cái phim Bố Già nó là mình example ra. Ok, mình thấy là cái tên phim thì mình chưa biết là phim gì. Thầy có biết mình đang nói về phim gì không? Godfather. Mình cũng nghĩ là Yeah, đúng thầy. rồi, Al Pacino, đúng rồi. Mình đúng rồi. Ví dụ như thầy 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 không biết thì mình phải hỏi, ví dụ là thầy hỏi học viên thôi. What is the movie's name, right? Hỏi học viên thôi. Ừ. Cái này mình thấy là vẫn còn phát triển được đó nha. They are cool, right? They are cool. Thì mình có thể hỏi so
Are you cool like a mafia? Okay. Do you think you are cool like a mafia? Or do you want to be cool like a mafia? Yes, be away, right? All right. Do you want to visit Italy, right? In the future, ví dụ vậy. Rồi hoặc là thầy có thể qua một cái phim khác, ví dụ là Besides mafia movies, do you like Korean dramas? Học viên mà nữ của mình á là mình hỏi mà Korean dramas là yes. Còn ai mà còn có một số học viên rất là kỳ hỏi Korean dramas nó no, Thái, Thái Lan movie. Thật sự như vậy, right? Và mình có cơ hội để mình dạy học viên thêm nói về cái đấy. Đó thì cái bài dẫn ý này là thầy nắm lại về cái này, nắm lại về cái cách dẫn mình có thể là mình hỏi về cái khác. Cái bộ câu hỏi á thì nó tương đối là ok, nó tương đối là ok. Còn về những trong quá trình mà mình nói thì mình cũng lưu ý cái thầy cô là không phải cái từ nào, không phải cái nào mình cũng có thể simplify được. Có nhiều cái mình phải giữ đúng cái chất của nó thì nó mới đủ nghĩa, nó mới đúng cái nghĩa của nó. Giống như territories thì cái này không cần hoang mang, bởi vì ở trong một cái lớp 30 phút không giải quyết được gì hết. Trong một lớp 30 phút nó thật sự nó không có giải quyết hết được những cái vấn đề của học viên. Mình tập trung vào cái vấn đề chính thôi. Còn những cái chữ mà ví dụ như territories, nếu như mà thầy lúc đó thì không có giải quyết được ngay, không sao hết, thầy giao nó như là một dạng bài tập về nhà để cho học viên tập thêm. Ghi chú lại, quan trọng là ghi chú lại. Ghi chú lại để sao? Để những buổi sau mình review lại, buổi sau nữa mình review lại, buổi sau nữa review lại. Để nhiều buổi như vậy, nó chỉ có tốn của mình là gì 2 cho đến 5 phút thôi. Nhưng mà cái người học viên nó thoải mái hơn, học nó nhẹ nhàng hơn. Chỉ đúng một cái buổi mà nói được chữ territories này cũng hơi khó, đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn thầy cô nhé. Rồi, hôm nay là cái buổi cuối mình trao đổi về cái phương pháp linear thinking này. Thì sau cái buổi này thì mình sẽ không có cái buổi nào khác nữa. Tuy nhiên là mình sẽ vẫn theo dõi và để mình giúp đỡ và hỗ trợ thầy cô. Thì nếu như mà thầy cô có bất kỳ cái vấn đề gì hay là cần mình hỗ trợ về bất kỳ một cái gì thì cứ nhắn tin cho mình và mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Thì trả lời cho thời gian sớm nhất có thể. Những cái mà ví dụ mình ưu nhược điểm á, của người mà dẫn á, thì mình nhận thấy là nếu như mà cái việc mà mình dẫn dắt như thế này á, nó tương đối nó khó quá trong một cái chủ đề bất kỳ nào đấy, thì mình nên làm một cái công tác là mình soạn trước một bộ câu hỏi, mình soạn trước cho bản thân mình một cái bộ câu hỏi dựa theo cái người học viên đó, hoặc là mình có thể thay thế cái này bằng một cái hoạt động speaking. Ví dụ như là mình có thể thay thế được bằng board game nè, mình có thể thay thế được bằng board game nè, cứ tung xúc xắc ra, tung xúc xắc lên rồi đến được đâu đấy, đúng không? Rồi hỏi cái câu đấy thì những cái game đó nó cũng kích thích cho người ta nói và mình hướng dẫn dựa trên cái bộ câu hỏi đó cũng là một cách. Nhưng mà tối ưu nhất á, là mình dẫn như thế này mà mình tập luyện được á, tốt, mình dẫn được tốt thì cái người học viên thoải mái hơn và nói á, cái phản xạ nó sẽ tăng hơn. Bởi vì á, cái khi mà mình soạn một cái bộ câu hỏi như vậy, học viên nó bị một cái là nó đọc trước câu hỏi được. Mà cái việc đó là mình không muốn nó xảy ra trong một cái việc tăng phản xạ, nên mình chú ý cái này nhé. Nhưng mà trong thời gian đầu nếu như mà mình cảm thấy nó khó quá thì mình có thể là mình dùng một số những cái hoạt động nào khác để mình thay thế, giống như là board game hoặc là random cards. Random cards cũng là một cách nhé. Hoặc là true false what the mole, những cái hoạt động như vậy, hangman cũng được, hangman ở trong cái phần đấy cũng được. Alright. Rồi cảm ơn thầy cô nhé. Và bây giờ mình có lịch nên là chào thầy cô và có gì thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Và trong nếu có vấn đề gì mình xem thì mình sẽ cho thầy cô feedback sau nhé. Dạ. Rồi cảm ơn thầy cô. Cảm Goodbye. ơn thầy. Dạ, cảm Chào ơn cô. thầy. Dạ, cảm ơn.